Vừa trở về Hà Nội, đội tuyển Việt Nam nhận liên tiếp hai tin sét đánh. Huấn luyện viên Park Hang-seo lo sốt vó tìm cách ứng biến. Vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng cho chuyến tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng Phan Văn Đức và Nguyễn Thanh Nhân không thể tập luyện cùng đội. Sáng ngày 10 tháng 12, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trên sân Bà Rịa. Tuy nhiên, hai cầu thủ là Phan Văn Đức và Nguyễn Thanh Nhân không thể tham gia tập luyện cùng cả đội. Trước đó, Văn Đức và Thanh Nhân bị ngộ độc thực phẩm và đau bụng. Hai tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam đã tới bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe. Rất may là cả hai cầu thủ kể trên không gặp vấn đề gì nghiêm trọng và có thể bay ra Hà Nội cùng với đội tuyển Việt Nam. Buổi tập sáng mùng 10 tháng 12, cả đội tập thể lực với cường độ mạnh và chỉ được nghỉ ngơi sau khoảng 40 phút tập luyện. Trưa nay, đội tuyển Việt Nam sẽ rời tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, kết thúc chuyến tập huấn tại phía Nam để quay trở về Hà Nội. Trong sự lưu luyến của các fan nhí cùng người hâm mộ nơi đây và cả các em học sinh của thành phố Hồ Chí Minh, một hình ảnh rất dễ thương, nhưng điều đó có lẽ cũng tiếp thêm sức mạnh rất lớn cho các tuyển thủ trước khi bước vào AFF Cup sắp tới. Ở AFF Cup 2022, không khác so với giải đấu với thể thức cũ đã tập trung ở một quốc gia như tại Singapore vào năm 2021. Tại giải đấu năm nay, cũng tiếp tục cho phép mỗi đội bóng được đăng ký 23 cầu thủ thay vì 20 và mỗi đội được phép sử dụng 5 quyền thay người trong 3 lần ở mỗi trận đấu nhằm hạn chế thời gian bị gián đoạn quá lâu. Hiện tại, tính cả Quang Hải chưa hội quân, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải gạch tên 6 cầu thủ trước khi trận đấu gặp tuyển Lào trên sân khách diễn ra vào ngày 21 tháng 12 sắp tới. Về cơ bản, sau trận đấu đối kháng nội bộ vào chiều ngày 7 tháng 12 hay theo dõi những buổi tập trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có cho mình một bộ khung cơ bản cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chỉ là dự tính và sẽ rõ ràng hơn sau trận đấu tổng duyệt cuối cùng với Philippines vào ngày 14 tháng 12 trên sân vận động Hàng Đẫy. Khi đó, thuyền trưởng người Hàn Quốc sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về những người sẽ cùng mình chinh phục AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam đang có những nhân tố tốt nhất cho mục tiêu chinh phục đấu trường Đông Nam Á vào thời gian sắp tới. Đoàn quân của ông Park Hang-seo đang có sự chuẩn bị tích cực cho chiến dịch AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 12 tới đây. Nhìn vào danh sách những cái tên hiện tại của đội tuyển Việt Nam thông qua các buổi tập và các trận đấu nội bộ, không khó để hình dung ra bộ khung chủ lực mà thầy Park có thể lựa chọn để chinh phục đấu trường Đông Nam Á. 1. Vị trí thủ môn. Vị trí số 1 trong khung gỗ sẽ khó thoát khỏi tay thủ môn Đặng Văn Lâm. Người gác đền sinh năm 1993 đang có phong độ cao kể từ khi quay trở lại giải đất hình chữ S để khoác áo Bình Định. Anh đã có 7 lần giữ sạch lưới trong 11 trận bắt chính cho đội bóng đất võ ở V-League 2022 và giúp đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng giành ngôi Á quân ở cúp quốc gia. Cần nhớ rằng, tại AFF Cup 2018, khi Văn Lâm là thủ môn số 1, đội tuyển Việt Nam đã lên ngôi để thuyết phục. Còn ở giải đấu gần nhất, chúng ta đã có thất bại cay đắng khi Lâm Tây không có trong đội hình. Vì vậy, sự có mặt của người gác đền mang hai dòng máu Nga Việt, huấn luyện viên Park Hang-seo đã an tâm về vị trí nơi khung gỗ. Trong khi đó, Trần Nguyên Mạnh sẽ là phương án dự phòng chất lượng. 2. Hậu vệ. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang có trong tay rất nhiều sự lựa chọn cho bộ ba trung vệ yêu thích ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều khả năng vẫn đề cao yếu tố kinh nghiệm. Quế Ngọc Hải với khả năng chỉ huy tốt sẽ là ưu tiên số 1 bên cạnh Bùi Tiến Dũng. Cái tên còn lại sẽ là Nguyễn Thành Trung, bởi anh thực sự đã chứng tỏ được vai trò của mình tại đội tuyển Việt Nam. Ở hành lang biên, Đoàn Văn Hậu đã lấy lại được phong độ tốt nhất, sẽ là nhân tố mang đến sự an tâm hơn cả ở nơi hành lang cánh trái. Bên phía đối diện, Hồ Tấn Tài với khả năng lên công về thủ toàn diện cùng với những pha ghi bàn bất ngờ chính là phương án tốt nhất nên được lựa chọn. 3. Tiền vệ. Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Hùng Dũng là bộ đôi tiền vệ trung tâm lý tưởng của những chiến binh sao vàng thời điểm hiện tại. Dũng chip cho thấy sự điềm tĩnh, khả năng thu hồi bóng và phát động tấn công linh hoạt. Trong khi đương kim của bóng vàng Việt Nam lại thể hiện nhãn quan chiến thuật tốt cùng nhiều đường truyền sáng tạo cho đồng đội. Trong khi đó, Nguyễn Quang Hải và Phan Văn Đức là những mũi khoan lợi hại ở hai cánh. Họ sở hữu tố chất kỹ thuật, khả năng xử lý bóng tốc độ, gây bất ngờ cho các đối thủ. Đức Cọt đang có phong độ cao, trong khi kinh nghiệm thi đấu tại Pro FC của Hải Con sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển Việt Nam. 4. Tiền đạo. Hai cái tên được kỳ vọng nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 sẽ là Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải. Họ đều đang có phong độ cao với lần lượt 9 và 10 pha lập công tại V-League 2022 và cùng ghi bàn ở trận giao hữu gặp Borussia Dortmund vừa qua. Tuy vậy, nếu áp dụng sơ đồ một trung phong cắm, nhiều khả năng Tiến Linh vẫn được ưu tiên đá chính ở chiến dịch sắp tới. Cầu thủ sinh năm 1997 đã chứng minh được năng lực tại vòng loại World Cup 2022 với 8 lần nổ súng. Tuấn Hải sẽ là quân bà chiến lược tạo ra sự đột biến mà thầy Park có thể sử dụng khi cần thiết. Đoàn Văn Hậu hào hứng tập trung cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Hậu vệ này chỉ ra hai yếu tố then chốt để đội nhà hoàn thành mục tiêu chinh phục ngôi vương.
Chiều 11 tháng 12, tuyển Việt Nam quay trở lại tập luyện sau một ngày nghỉ ngơi. Toàn đội bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức tranh tài tại AFF Cup 2022. Trong đợt tập huấn kéo dài một tuần vừa qua tại Vũng Tàu, Văn Hậu cho biết tuyển Việt Nam đang có tinh thần rất thoải mái. Các cầu thủ được tập luyện ở nơi có gần biển, có đồ ăn ngon, vì thế thu được nhiều kết quả. Việc tuyển Việt Nam quay trở lại Hà Nội tập luyện cho những ngày sắp tới để chuẩn bị sang Lào để đá trận ra quân tại AFF Cup, Văn Hậu khẳng định toàn đội không gặp khó khăn gì về thời tiết. Tôi vẫn nghĩ vấn đề thích nghi với thời tiết là không quá quan trọng. Trước mỗi trận làm khách, ban huấn luyện đều chuẩn bị cho toàn đội về mọi mặt. Các cầu thủ cũng phải có sự thích nghi, làm quen, đảm bảo sức khỏe để có thể thi đấu thật tốt, Văn Hậu cho biết. Về trận giao hữu với tuyển Philippines vào ngày 14 tháng 12 trên sân vận động Hàng Đẫy có tính chất tổng duyệt. Cầu thủ của Hà Nội FC đánh giá đây là trận đấu rất quan trọng, tập duyệt cuối cùng để tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào chiến dịch AFF Cup. Trận đấu chỉ mang tính giao hữu nên chiến thuật của đội quan trọng hơn là tìm hiểu về đối thủ. Các cầu thủ đều muốn chứng minh năng lực thông qua trận đấu này, cùng với đó là sự trơn tru về mặt chiến thuật, sẵn sàng bước vào giải đấu lớn, một hành trình mới với một niềm hy vọng tốt nhất. Không chỉ AFF Cup, cứ mỗi lần được lên đội tuyển là một vinh dự đối với tôi, lần này tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất. Việc tôi đá ở vị trí nào là do huấn luyện viên quyết định, chứ không phải là do mình yêu thích. Dù đá ở vị trí nào thì tôi cũng phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ vì mình là cầu thủ chuyên nghiệp, Văn Hậu nói thêm. Văn Hậu khẳng định tuyển Việt Nam có Quang Hải sẽ mạnh hơn, nhưng muốn giành chức vô địch AFF Cup thì toàn đội phải tôn trọng các đối thủ. Có Quang Hải là một niềm vui cho đội bóng. Hai kỳ AFF Cup vừa rồi, Quang Hải là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất. Tôi nghĩ có Quang Hải thì tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn. Tuyển Việt Nam muốn giành chức vô địch thì luôn tôn trọng mọi đối thủ, phải chiến thắng tất cả các trận đấu, hậu vệ quê Thái Bình nhấn mạnh. Mới đây, nhiều nguồn tin cho biết tiền đạo Nguyễn Văn Toàn sẽ chuyển đến đầu quân cho câu lạc bộ Seoul Island tại K-League 2 vào mùa giải tới và các thỏa thuận cá nhân gần như đã được hoàn tất. Sự kiện trên đã thu hút được sự chú ý của báo giới xứ Kim Chi. Tờ Newsnet cho biết Nguyễn Văn Toàn, trò cưng của ông Park Hang-seo tại đội tuyển Việt Nam, đã gõ cửa K-League. Trang báo của Hàn Quốc tỏ ra ấn tượng với chàng tiền đạo sinh năm 1996. Văn Toàn là cầu thủ chạy cánh từng thi đấu ở các cấp độ khác nhau của tuyển Việt Nam. Anh là thành viên của đội U23 Việt Nam, giành vị trí Á quân tại giải U23 châu Á 2018. Giải đấu khởi đầu cho phép màu của ông Park Hang-seo. Bên cạnh đó, Văn Toàn còn là cầu thủ quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Thêm cầu thủ Việt kiều muốn cập bến V-League. Sau nhiều chính sách mở cửa của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, đang có nhiều hơn những nhân tố Việt kiều muốn quay trở về Việt Nam để thử sức. Mới đây lại xuất hiện thêm một cái tên mới là trung vệ gốc Mỹ Steve Đặng, cầu thủ sinh năm 1996, đang trong quá trình thử việc tại Bình Dương với mong muốn được thi đấu tại V-League 2023. Steve Đặng đã có 4 mùa giải khoác áo trường đại học Marie Hardin Bailo của Mỹ. Dù chơi ở hàng phòng ngự, nhưng anh cũng có cho mình 12 bàn thắng, thực hiện 4 pha kiến tạo trong 32 lần ra sân. Tân huấn luyện viên U20 Việt Nam lần đầu tiên lên tiếng về nhiệm vụ mới. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vừa được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF bổ nhiệm vào vị trí thuyền trưởng của U20 Việt Nam thi đấu tại vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan vào năm sau. Phát biểu trước báo giới, chiến lược gia quê Khánh Hòa đã chia sẻ những kế hoạch của mình trong thời gian tới. Ông Tuấn cho biết, ở lứa cầu thủ này đã có một số cầu thủ làm việc với tôi từ đội U16 đến U18. Trong quá trình huấn luyện viên Đinh Thế Nam là huấn luyện viên trưởng, tôi cũng có điều kiện để theo dõi đội bóng. Cũng trong năm nay, đội tuyển U17 đã có chuyến tập huấn tại Đức. Cũng có một số cầu thủ được một số câu lạc bộ bóng đá ở Đức mong muốn đào tạo và huấn luyện. Tôi sẽ cho các cầu thủ đó có cơ hội được chơi cùng với lứa U20 ở đợt này. Đội tuyển Việt Nam quay trở lại Hà Nội. Sau hơn một tuần tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu, đoàn quân của ông Park Hang-seo đã quay trở lại thủ đô Hà Nội vào ngày hôm qua, mùng 10 tháng 12 để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp đội tuyển Philippines. Đây được xem là màn tổng duyệt cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào chiến dịch AFF Cup 2022.